Lô. Cả nhà ơi, cả nhà đã ngủ chưa? Xin chào cả nhà yêu. Hello, hello mọi người. Oh, cô bạn tên là Nguyễn Trần Khánh Tâm. Hỏi Việt Nam mình hình như bây giờ cũng hình như 11 giờ tối đúng không ta? Xin chào cả nhà. Mọi người có khỏe không? Do là bây giờ đang là buổi sáng ở New York và Vân thì nhớ mọi người quá cho nên là livestream một chút để tâm tình. Hôm nay make up tông nhạt quá. Đánh má hồng, ít kia chỗ nắng không chịu khó kẻ eyeliner. Đánh môi hơi bóng một chút. Cả nhà ở Việt Nam có khỏe không? Vân vừa mới xem tin tức ở nhà thì mình cũng khá là lo lắng nên là mình livestream để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mọi người ở Việt Nam. Rất là mong rằng tất cả mọi người sẽ giữ được sức khỏe cũng như là sự bình an, mình rất là mong. Và Vân thì bây giờ thì mình cũng đang chờ ngày được về, cũng rất là nôn nóng để có thể được về với quê hương. Mình mong mỗi ngày luôn. Chào cả nhà, chào các bạn. Chúng ta xong. Và hình như là hôm nay thì có một cái tin rất là vui là fan club của Vân được 44.444 thành viên. Cảm thấy rất là vui và cũng như là gửi lời cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã yêu thương và ủng hộ Vân và đồng hành cùng với Vân trong hành trình này cũng như là tiếp theo sau đây. Và sắp tới thì Vân có rất là nhiều những cái dự án cũng như là những cái điều mà Vân ấp ủ và dự định Vân sẽ tiếp tục làm, thì rất là hy vọng rằng vẫn sẽ nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho Vân. Chào các em, có bạn nào ngày mai thi không? Mẹ con em nhớ anh quá nè. Vợ bé của Nguyễn Trần Khánh Vân. Dạ. Chết rồi. Lần này tôi thi và tôi quá trời vợ rồi. Chết rồi. Tại vì khi mà Vân đi thi á, hầu như là ngày nào mình cũng phải make up. Cho nên là khi mà mình vừa thi xong á thì để cho da nghỉ ngơi thì Vân cũng hạn chế make up nhiều. Mình chỉ đa phần là mình chống nắng, dưỡng da, uống những viên uống, bổ sung vitamin. Rồi Love for Malaysia Abba cover. Để mà giữ gìn sức khỏe. Và cả nhà cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ở New York thì không khí hình như là mỗi ngày mỗi khác. Có hôm thì trời rất là nóng, còn có hôm thì tự nhiên trời rất là lạnh. Cho nên có những ngày Vân mặc đồ rất là mùa hè, xong rồi khi mà ra đường lạnh quá phải chạy vô nhà lại để thay đồ. Hôm nay thì mình chuẩn bị đi ăn. Nhưng mà trước khi mà mình đi ăn thì mình ngồi livestream hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như là gửi lời thương nhớ đến cả nhà. Nhớ nhà, nhớ mọi người quá. Em chào chị Xuân Mai Nguyễn. Chào chị Hannah Nguyễn.
cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi em cũng như là ủng hộ em. Bây giờ do là nhớ mọi người dữ quá cho nên là em biết là ở Việt Nam cũng khá là trễ rồi, nhưng mà vẫn livestream để tâm tình cùng với mọi người. Lan Khanh nói thật là mình rất thích bạn. Mình thích nhìn bạn từ bộ phim gì mà quen. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em cũng tham gia một vài bộ phim truyền hình của Việt Nam và rất là hy vọng rằng sau khi mà trở về Việt Nam thì vẫn có cơ hội được tiếp tục được tham gia phim ảnh. Trong cái phim bữa giờ thì em có chia sẻ lại những cái phim cũ mà em đã từng đóng, ví dụ giống như là phim Bệnh viện Thần Ái, là một trong những cái phim rất là vui. Và thực ra thì với cái phim Bệnh viện Thần Ái, ban đầu vai diễn của em cũng là một cái vai cũng như là phản diện, cũng không có như vậy đâu. Nhưng mà khi mà đạo diễn giao cho một cái vai phản diện xong, em diễn giỡn một hồi, em diễn một hồi xong rồi thành một cái vai rất là vui luôn. Nhưng mà cuối cùng thì được nhà sản xuất cũng như là đạo diễn đồng ý, nên thành ra là nhân vật Hạ thành là một cái tuyến hài. Và hầu như là em với vai diễn đó thì cũng rất là nhiều thú vị, cũng như là có những cái trải nghiệm mới. Tại vì đa phần á, là khi mà em đóng phim ở Việt Nam á, những cái phim truyền hình của Việt Nam á, thì em thường là một đóng phim vai phản diện hay là chính diện, chứ chưa bao giờ em tham gia một cái vai mà hài hước hay là vui nhộn như vậy. Cho nên cũng lần đầu tiên được thử sức với vai trò mới. Em chào chị Lê Thúy. Ăn bánh tráng trộn không em ơi? À mà thôi, sầu riêng hôm đang tới mùa. Trời ơi, em thèm muốn chết. Ngày nào em cũng hả, nói với anh Hoàng á, là em thèm ăn bánh bò nướng, bánh tráng trộn, rồi bánh đúc nóng, rồi em thèm ăn mấy món mà ở đây thực sự không có. Trời ơi, thèm ăn nhiều đồ ăn Việt Nam. Nói chung là em nghĩ là em sẽ không đi đâu, có thể đi đâu xa được khỏi quê hương của mình, bởi vì em đã quá yêu đồ ăn Việt Nam của mình rồi. Chết rồi, để em đọc. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì em nghĩ là chắc là em sẽ livestream nhiều hơn một chút để có thể thông báo tình hình sức khỏe cũng như là mọi thứ của em tại Mỹ, để cho cả nhà yên tâm. Và ở Việt Nam thì em cũng rất là mong rằng là cả nhà mình cũng sẽ giữ gìn sức khỏe để có thể phòng chống dịch thật là tốt. Và em rất là hy vọng rằng mọi người sẽ có thật là nhiều sức khỏe cũng như là bình an trong đại dịch lần này. Rất là mong rằng tất cả chúng ta luôn sẽ có thật là nhiều sức khỏe luôn. Đó là cái điều mà em rất là mong muốn và cũng như là em cầu mong mỗi ngày mỗi ngày. Và em rất là mong là sẽ sớm để có thể được trở về Việt Nam. Em rất là nôn. Mong lắm. Con chào cô Nguyệt. Ăn bột chiên không chị ơi? Mọi người, quá trời rồi. Vợ bé của Nguyễn Trần Khánh Vân nha. Trời ơi, em cũng ngon nè chị. Chết nha. Chị ơi, chị khỏe không vậy? Đỗ Trọng Hữu, chị khỏe. Chị rất là khỏe. Rất là, nói chung là ở đây thì những ngày tới thì sẽ có những buổi chụp hình cũng như là những cái buổi họp bên Unicorp sẽ có những cái buổi họp cùng với ban tổ chức của Hoa hậu của thế giới. Còn chị thì sẽ có những buổi chụp hình và cũng còn nhiều nơi chị vẫn chưa có đi đến tham quan hết, cho nên là mình cũng sẽ sẵn nhân cái cơ hội này để mà đến tham quan. Về ăn bún đậu mắm tôm này chị. Những toàn là những món yêu thích. Rồi ăn ốc nữa chứ. Thank you so much, Flora Cam. Thank you sister. Chào em gái đáng yêu.
Chào chị. Cả nhà, hình như hôm nay ngủ cũng hơi khuya, tại vì em sợ là giờ này mà em like sợ không có mọi người xem được, vì mọi người đã đi ngủ. Nhưng mà giờ này cũng vui. Ăn bánh tráng trộn chị yêu. Chết rồi. Mọi người toàn là nhắc những cái món đồ ăn, thực sự là những món đồ ăn, những món ăn quá ngon của Việt Nam. Đã đang nhớ nhà mà nhắc đồ ăn nữa thì trời ơi, mất ngủ. Cảm ơn em Ngọc Hưng. Chị yêu, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đầy đủ, uống đầy đủ vitamin C, phòng chống ngừa Covid, ăn uống thật là tốt. Trời trở lạnh thì mặc áo ấm vào chị nhé. Cảm ơn em. Em chào chị Cano. Chị Cano ơi, I love you. Chị ruột của em, hello chị Khánh Kiệt. Trời ơi, em có rất là nhiều những người chị yêu mến. Ví dụ giống như chị Khánh Kiệt nè, chị Khánh Thành nè, chị Hải Triều là tên mới của chị Triều là gì ta? Khánh Hòa Tan phải không ta? Phải chị của em. Đó, vợ bé của Nguyễn Trần Khánh Dân á, coi chừng tôi. Cái gì mà thiệt, ngày nào cũng post hình diệm, sáng ra mà đang có ý định mà định vào fan group mà hỏi coi mọi người như thế nào là vô, toàn thấy hình diệm không, diệm quá trời diệm luôn, không hiểu được chụp ở đâu mà có thể có được những tấm hình như vậy. Trời ơi, chị yêu ăn hột vịt lộn nha, thì cũng thật sự cũng thèm hột vịt lộn lắm em ơi. Mọi người ở nhà, em chào anh Trung Quân. Cà ri gà, cà ri vịt chấm bánh mì. Ôi dạ chị Cano, em sẽ luôn đứng đằng sau và ủng hộ chị. Chị hãy cố lên, em tin là chị sẽ làm được. Trời ơi mọi người dễ thương. Chị Diệu Ngọc, hôm qua chị mới ăn bột chiên nè. Mọi người thực sự đã làm tan nát trái tim em khi mà mọi người nhắc về những món ăn ở Việt Nam. Với lại mùa này là mùa này hình như là mùa sầu riêng. Trời ơi, sầu riêng. Post nhiều hình với đăng story nữa chị ơi. Chị sẽ cố gắng post story nhiều hơn, tại vì chị cũng hay quên. cũng hay quên quá, cho nên là không có để ý đến cái vụ mà hay đăng story. Chị sẽ nhớ, chị sẽ tự nhắc bản thân là phải nhớ đăng story nhiều hơn. Hello anh trai Trần Diệt Bảo Hoàng, mới sáng sớm nghe đâu anh đã họp, một ngày họp 3-4 lần. Vân ơi, rồi về đây ăn bánh tráng trộn nè, hột vịt lộn với phở nữa, ngon lắm Vân ơi. Cảm ơn anh Nguyễn Dương Vũ. Chị ơi, thí dụ mà em u mê chị quá thì làm sao để hết bây giờ? Chị nghĩ là phải u mê hơn thôi chứ làm sao mà hết được. Trời ơi, mỗi lần ở nhà mà nói chuyện xong mà có giọng cười này thế nào biết cũng bị quay lại. Chết rồi, không được. Ăn sườn ram không chị em? Quá trời món ăn rồi. Chim mà cơm tấm bánh mì chảo. Đúng rồi, cơm tấm nè, bánh mì chảo ngay đường, ngay hình như chị hay ăn ở một cái quán đi gần, ngay gần Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ với một cái đường gì chị quên mất tên. Rồi chị thèm cà phê trứng. Cà phê trứng của Việt Nam mình ngon. Trời đi chị dữ. Nói chung là
Thật ra thì đi ở đây thì cũng chị cũng đi hầu như cũng được cũng khá nhiều, tại vì chị ở đây cũng gần 10 ngày rồi. Và cũng còn một vài nơi nữa đến tham quan thôi. Nhưng mà thật ra thì chị ở đây nhưng mà lòng của chị thì hướng về Việt Nam khá là nhiều. Hầu như là lúc nào cũng nghĩ về Việt Nam hết. Và mỗi ngày mình đều xem tin tức, cập nhật tin tức của Việt Nam ở Việt Nam, và cũng như là cập nhật tình hình sức khỏe của mọi người. Cho nên là mình chỉ mong rằng một lần nữa Việt Nam mình có thể chiến thắng đại dịch. Hello bạn yêu Long Trần, Long Chun, I love you. Trời ơi, nhớ mọi người nhiều quá. Hôm nay sáng giờ em không kiếm được cái filter nào nên là hay không. Long Chun ơi, có khỏe không? Vân là hay lên TikTok để coi bạn Long quay TikTok siêu dễ thương. Bắp xào nữa nè. Có hột gà nướng bắp xào. Ôi em ơi, hột gà nướng với bắp xào rất ngon nha. À, ngay chị hay ăn ngay gần hồ con rùa. Các vợ bé sẽ lưu lại hết điệu cười của chị Huyền Trang. Thiệt, bị dìm tới mức độ bây giờ là không dám cười luôn, thiệt tình. Nhưng mà lâu lâu do quên nên là phải cười. Khỏe lắm Vân ơi, giữ gìn sức khỏe nha Long. Bữa giờ Vân có theo dõi Long, thấy Long có đi hình như là đi phát quà hay là đến một cái vùng đang gặp rất là khó khăn về tình hình dịch bệnh á. Gửi lời cảm ơn đến Long và mọi người rất là nhiều vì đã rất là có một cái tấm lòng thật sự rất là tuyệt vời. Và Vân nghĩ là những cái điều này thật sự rất là quý. Và cuối cùng là Vân nghĩ là tất cả mọi thứ thì cái mà quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm của mình, tấm lòng của mình dành cho những người xung quanh. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau để có thể chia sẻ những lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp như thế này. Vân thì rất là mong muốn mình có thể sớm trở về với Việt Nam, trở về nhà để mình có thể tiếp tục những cái dự án, cũng như là có thể cùng tiếp tục chia sẻ và lan tỏa những cái dự án của mình. Và hy vọng là mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ. Hello anh Nguyễn Đăng Dũng. Anh là đóng phim Bệnh viện Thần Ái cùng với Vân. Một người anh lâu lâu xuất hiện xong rồi lại mất tích không hề thấy. Mai em thi mát nhưng vẫn xem like chị Vân ạ. Lê Minh Luân đề nghị đi ngủ liền lập tức nha. Bây giờ khuya lắm rồi, ngày mai đi thi đó. Đâu rồi? Cảm ơn em Kim Ngân. Chết rồi, tại vì có những cái bị trôi nên là Vân không thấy được, bình luận. À và mọi người ơi, quên nữa, mọi người hãy theo dõi trang YouTube của Vân, Khánh Vân Official. Và sắp tới đây thì Vân sẽ có rất là nhiều những video clip để gửi đến cả nhà. Các em ở nhà nhớ cố gắng học bài chăm chỉ, thi thật là tốt nha. Và khi mà Vân về thì Vân rất là hy vọng rằng mình có thể được tham gia thêm những game show. Trời ơi, Vân thích tham gia game show lắm. Tại vì với Vân á, game show rất là vui. Mình tham gia mình cảm thấy rất là vui. Em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương cả. Thật ra thì đúng là sau khi mà mình nhìn lại thì mình nghĩ là cuối cùng là cái còn lại của Vân á, là Vân nghĩ là tình cảm thôi. Vân, mình cũng không có gì, chỉ có tình cảm, có tấm lòng dành tặng cho mọi người.
Nguyễn Đăng Dũng ơi, anh thôi đi. Anh đừng có như vậy. Kim Ngân chết rồi, chết rồi. Đừng có đổi thừa chị nha. Cái này là chị không có biết đâu nha. Cái này là cái gì mà ngày mai em thi speaking vấn đáp mà giờ chị xem chị yêu không lên được dàn ý ngày mai em nói gì luôn. Chết rồi. Em à, yên tâm đi, hãy tin lời chị, hãy nói bằng trái tim. Mình cảm thấy sao thì mình nói như vậy. Hãy nói về những cái điều mà tốt đẹp, những cái điều truyền cảm hứng cho cuộc sống. Em sẽ được điểm cao. Chị ơi, nếu bớt dịch chị nhớ cùng team Việt Nam quay, tham gia Việt Nam Way Not nha. Chị cũng rất là hy vọng rằng nếu như mà có cơ hội thì chị vẫn sẽ tiếp tục tham gia cái chương trình Việt Nam Way Not. Sau khi mà tham gia chương trình đó thì mình có thêm rất là nhiều những kiến thức về cuộc sống, về xã hội, và kể cả mình được nhắc lại những cái bài học về lịch sử rất là hay. Và mình tham gia cái chương trình đó xong á các em, là khi mà chị tham gia xong là có được sức bền, cảm thấy rất là khỏe, cũng như là khi mà mình có hoạt động gì mình cứ hoạt động liên tục vào mỗi ngày và mình cứ đua vậy đó. Nhưng mà đến khi mà mình quen rồi thì sau này khi mà mình tham gia những cái lịch mà dày thì mình cảm thấy rất là tự tin cũng như khá là thoải mái. Hôm nay không make up nhiều. Ôi rồi, bây giờ thật ra thì trời ở Việt Nam cũng khá là trễ rồi, nên là để cho mọi người ngủ. Chắc là Vân sẽ out đây. Tại vì Vân thực ra thì mình livestream để mình hỏi thăm tình hình sức khỏe của cả nhà và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, và hy vọng rằng mọi người sẽ có thật là nhiều sức khỏe và bình an, cũng như là chúng ta hãy tuân thủ theo những cái quy định của Bộ Y tế và cùng nhau chống dịch để có thể chiến thắng một lần nữa đại dịch Covid-19. Vân rất là hy vọng rằng Việt Nam mình sẽ làm được và chúng ta sẽ làm cùng với nhau. Và Vân gửi những cái tình cảm của Vân, tình yêu của Vân, tất cả mọi cái tình cảm mà Vân, nói chung là Vân không biết phải diễn tả như thế nào, gửi về với Việt Nam thân yêu của mình, gửi về với tất cả các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ và yêu thương Vân trong hành trình vừa qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và chúc cả nhà sẽ có một đêm thật là ngon giấc, và ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới với thật nhiều điều tốt đẹp. Dễ thương ghê. Tại sao mình lại có những người bạn dễ thương đến như vậy thôi? Tại sao các em dễ thương quá vậy? Rồi thôi, chào cả nhà yêu và chúc cả nhà sẽ ngủ thật là ngon. Bye bye, xin chào và xin hẹn gặp lại. Vân sẽ cố gắng cập nhật story nhiều hơn, cũng như là livestream nhiều hơn để cập nhật tình hình của Vân tại Mỹ gửi đến mọi người. Và bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại.